Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Lạc phối hợp với Đoàn Thanh niên và Nhân dân xã Lỗ Sơn thực hiện bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn tại xóm Tân Lập, xã Lỗ Sơn. Đây là công trình thuộc kế hoạch tổ chức chiến dịch ra quân xây dựng công trình thanh niên hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 của Đoàn Thanh niên Công an huyện. Đoạn đường có chiều dài trên 176 mét. Với sự giúp đỡ của các phương tiện máy móc, hơn 30 người là đoàn viên thanh niên công an huyện và nhân dân đã tiến hành san lấp mặt đường và đổ bê tông tuyến đường đi vào khu sản xuất, giúp nhân dân thuận tiện trong đi lại, lao động sản xuất. Việc làm của đoàn viên thanh niên công an huyện không chỉ giúp nhân dân xóm Tân Lập hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người công an đẹp trong lòng nhân dân.